Xin chào cả nhà, hãy cùng làm món cơm chiên hải sản với mình nha. Khâu chuẩn bị của mình là có là tỏi nha quý vị, tôm và tôm khô nè, rồi mực cắt hột lựu, dùng có trứng vịt, rồi đây là hành lá. Rồi bắt đầu mình sẽ chuẩn bị bắt tay vào chiên cơm nha. Mình sẽ cho một ít dầu vào, rồi mình sẽ phi tỏi trước nha quý vị. Tỏi nó thơm lên rồi á quý vị, thì mình sẽ cho cái phần tôm mực vào mình xào đều lên thì mình thấy nó thơm rồi quý vị, thì bắt đầu mình sẽ cho cái tiếp cái phần cơm vào nha. Cái bỏ tiếp phần cơm vô mình xào lên. Khi mà cái hột cơm nó hơi khô lại rồi quý vị, thì mình sẽ cho tiếp phần gia vị vào nha. Mình sẽ cho ít muối, ít bột nêm, ít bột ngọt, ít tiêu và mình không có cho đường. Giờ mình sẽ đảo đều lên. Khi mà cơm thấm gia vị rồi thì mình sẽ cho tiếp cái phần trứng vịt vô nha. Giờ mình sẽ đảo cho trứng vịt nó đều hết với cơm. Mình sẽ cho một ít hành lá vào nữa là đã gần hoàn thành rồi quý vị ơi. Bây giờ mình sẽ để cho cơm nó khô lại một chút nữa là được nha. Rồi, đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ múc ra dĩa và trang trí nhé. Cơm chiên hải sản của mình đã hoàn thành xuất sắc rồi quý vị ơi. Nếu quý vị có thích cái video này hãy like cho mình một like nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.